Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình về thêm được một cặp loa Boss 301 series 5. Loa phải nói là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cặp này riêng nguyên bản nha. Tí nữa mình sẽ hấu cho các bạn xem bên trong luôn. Cặp này sườn còn đẹp. Và hiện tại thì mình vừa về thêm một cặp loa Boss 301 series 4. Rồi, cặp này mới về thì để rảnh rảnh thì mình sẽ làm clip về cái cặp series 4 này. Nó bát màn đẹp keng các bạn. Lo này cũng zin luôn, bát trung chép, thùng dách đầu y căng đầu nguyên vẹn, y căng nó này 4 cái luôn nè. Thùng 4 này nó đắt tiền hơn dòng series 5. Cái hùng này thơm lắm nha nè, nó tem bọng đẹp keng. Cặp này để mình rảnh rảnh mình sẽ lên clip sau. Thì hôm trước là mình có lên cái cặp ở trên đây nè. Đây, ở cặp đây thì có anh em yêu cầu mình kiếm một cặp lo cái sườn nó đẹp hơn. Cái sườn của đôi ở trên đó thì nó cũng có dấu oxy quá nhẹ, hình như là nó cũng không có đẹp 100%, mà nó đẹp chỉ là 85-90% thôi. Rồi hiện tại thì mình cập nhật thêm cho anh em một đôi này là hình thức lo zin 100% và cái hùng dách là còn khá đẹp luôn, đẹp trên 90%. Rồi mình quay sơ một vòng cho các bạn xem. Hiện tại đôi này là hàng mới về nóng hổi, cập nhật lên liền cho các bạn ạ. 301 series 5 nè, chiếc led, số series là 0208, trùng series nha anh em. Đây 0208 nè. Đó, series giống nhau, trùng series, đúng một cặp của nó, chiếc led, chiếc ray. Thì dòng này có công suất dao động từ 10 đến 150W, công suất liên tục là chạy được 75W nè. Đó, trạm lo, lo trung, trạm lo nguyên dạng các bạn ơi. Này, dòng này thì về mình ghép những cái ampli mình muốn nghe nhạc thì mình ghép những cái dòng nội địa, còn mình muốn karaoke thì ghép những cái dòng ampli Hàn Quốc, mình vừa nghe nhạc vừa karaoke luôn. Này mình tháo lưới ra các bạn quan sát hai cái lo bát chúng ta nè. Ở màn nó đồng màu nha anh em, mặt tiền thì nó khá là quan trọng, hai cái bát cái màu nó phải đều nhau. Thì cái đời này là màn xanh, màn xanh găng mút vàng, mút nó có màu vàng vàng nâu nâu nha anh em. Đó, đây mình quay tổng quan cặp cái đôi lo Boss này cho các bạn xem ha, quay góc cạnh luôn. 301 series 5 là dòng cũng thuộc dạng là tầm trung bình dân. Hiện tại đôi này là lo zin nguyên bản, bát trung chép nè, lo bát, lo chép, lo trung ở đằng sau là nguyên dân zin luôn nha anh em. Đó, lo trung. Đó, dòng này thì thiết kế cái lo trung chúng ta nằm ở đằng sau, quýnh cộng hưởng với cái bức tường, ngay cái góc tường này nó dội cái tiếng lại. Đó, thiết kế dòng 301 là người ta làm như thế. Đây là nó có một cái dấu trắng trắng nè các bạn, nó bị xước, thì như là bị cắn xước nhẹ ở đây. Mà này mình gờ không có thấy dấu nha, nè, nó liền bon mà nó bị lằn vậy đó. Nó bị cái lằn trắng mà không thấy cái đường trầy nha. Góc cạnh là còn vuông vức nha anh em. Đó, hùng vậy là cũng khá ha,
đẹp trên 90%. Đây góc cạnh này thì nó dễ ấy nha anh em. Cái này mình vận chuyển mình ấy rồi phải kỹ càng mới được. Đó, nè. Dấu nhỏ xíu à. Rồi, nó lo một chiếc chiếc này là chiếc led ha. Rồi đến chiếc ride. À, chiếc ride nha anh em. Giá còn khá ok luôn. Màn mũi găng đầu nguyên dạng, zin và đẹp luôn ha. Lo đẹp trên 90% và zin 100%. Rồi, trùng seri. Rồi bây giờ mình coi hùng này có điểm yếu gì không, mình báo cho anh em luôn ha. Rồi mình sẽ tháo bên trong xem. Hình như góc cạnh là nó phải có cái sơ xước nhẹ anh em, y trên góc này. Nhưng mà cái này là chấp nhận được. Đây. Đó, có điểm này nữa anh em. Nó bị cái này là bị cơ bằng bị đùng xi. Chóc xi, chóc đời can. Đùng rồi ha. Hai dấu nhỏ. Rồi, trên mặt tiền là vậy thôi à. Vậy là cũng đẹp rồi. Cái lo xem các bạn. Lo boss này còn rất là đẹp và zin luôn, zin bóng đèn luôn nha. Trùng đáp luôn. 1815. 111815. Là đôi này sản xuất năm 2015 nghe nè. Đây. 111815. Tem còn đẹp ha. Coi cái sườn nè. Quan sát quả sườn không bị xét nè. Sườn này là vậy là năm 2015 tới giờ là nay là gần 10 năm mà. Gần 10 năm sườn đẹp luôn. Đặc biệt thì lo gin, gin nguyên bản là ở đây mình nói gin là bát, trung chép, tụ, bóng đèn nguyên bản của lo. Còn hùng dách thì nó có một hai dấu điểm nhỏ xíu như lúc đầu mình quay đó. Nè, màn này màn màu xanh 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 nghe các bạn. Đó. Đó, hai cái nè. Ok chưa? Rồi bây giờ tiến hành vô bên trong xem nè. Đây, rồi để quyền đây. Đó, để quay cái trạm lo. Này là trạm quấn dây nè, thấy không? Có một con tụ, cái miếng xốp này nó cũng tới nè các bạn, thấy không? Và xốp trong đây cũng vậy. Năm 2015 đến bây giờ 10 năm là cái bông bảo vệ của cái cọng dây lo này nè. Nó bị hay như nó bị hoại tử từ từ. Cái nó cái đó đúng chắc là nó phải như thế. Rồi coi cái số của cái mạng, kiếm cái mạng coi. Đây. Nằm trên cái mạng mà xịn zin là nó có một dãy số. Rồi coi cái bên kia. Đó, cái bên đây cũng có luôn. 345. 345. 534. 138. Coi so sánh coi giống không các bạn. 345 543 138 số giống y luôn ta. Đó, cái số này hai số giống luôn nè. Rồi tiến hành xuống bên trong xem. Thì dây là nó một cục rồi nè. Đó, chỉnh đồ xịn là nhớ như khế. Mấy cái này là cái bụi đó. Rồi bóng đèn tủ. Rồi bên đây là lo chép. Lo chép đó, lo chép thì nằm đó. Cái lo chép các bạn thấy cái cũ nó có số luôn ha. Đây, còn cái này lo trung đằng sau nè. Thì lo là mình bao riêng cho anh em. Cặp này là còn đẹp trên là 90% nghe nè. Đẹp phải 90%, hơn 90%. Hiện tại cặp này là giá 4,5 triệu. Anh em nào chơi được thì mình liên hệ em nha anh em. Rồi bây giờ quay tiếp cái này cho các bạn xem.
nè, số ha, cũ lo nè. Thì dòng lo Boss này là công suất nó 150W một thùng, tối đa là 150W. Đó, lo trở háng theo thông tin mà mình xem là chở háng nó ghi là dao động từ 4 ohm tới 8 ohm, chứ nó không có ghi là lo 8 ohm hoặc là lo 4 ohm nghe nè. Cái theo mình bấm lên mình xem là trở háng là ghi từ 4 đến là 8 ohm. Còn mình đo hình như là nó mình đo cái trạm lo chúng ta là hình như là nó chỉ 4 hay 6 ohm gì à. Thì thông tin đó thì mình cũng không rành lắm, nhưng mà mình bán là bán chứng hàng xịn, không phải là nói không với hàng nhái. Tại vì cái dòng lo này rất nhiều cái thị trường người ta nhái, Việt Nam cũng có nhái luôn, Trung Quốc đặc biệt là Trung Quốc nhái loại 1, loại 2, loại 1 giống y luôn nha anh em. Đó, mình nhiều khi mình mua mà mình tưởng đồ xịn nhưng mà thực tế là đồ nhái, cái đó là cũng có xảy ra. Còn đây là em chịu trách nhiệm đồ xịn nè, ở đây là cái tem số seri nè các bạn. Tem số seri là 20, là một thùng nó sẽ có một cái tem này, trong hai trong một là sẽ có một cái tem dán ở trong, hai cái thùng có một cái tem thôi. Đó, nguyên bụi nguyên bản, mấy cái này nó đụng xuống thì phải chấp nhận ha. Đồ như thế là còn quá ok nha nè. Cặp này là mình bán giá 4,5 triệu, anh em nào xem thấy giá cả hợp lý thì chúng ta liên hệ qua số điện thoại ở góc bên trái màn hình, hoặc là thông tin mình có để ở dưới phần mô tả, địa chỉ cửa hàng, Zalo, Facebook rồi đầy đủ hết đó. Anh em cứ mạnh tay liên hệ em. Hiện tại là Boss này mình còn tới 2 cặp được. Cặp này bán giá 4,5 triệu nha anh em. Rồi giờ thì lắp vô thôi. Ok rồi.